Được rồi đây các bạn ơi, quá tuyệt vời. Cái lượng vi sinh cho vào đây rất là nhiều, có nghĩa là vi sinh nó vẫn đang sống nha các bạn nhé, gấp 200 lần. Em chạy chuộc đây, mình nhìn rõ cái ruột nó bên trong này. Em huyết thì em xử lý như thế nào? Đấy các bạn ơi. Hello, xin chào tất cả anh em đồng ngư. Hôm nay mình chia sẻ cho cả nhà hai cái khoảnh khắc. Đó là một cái khoảnh khắc mà cái trong cái mùa này ấy, thì có một em nhái, à không phải em nhái mà là em bạch tuộc nho nhỏ, nó đã lạc vào trong nhà mình. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành, mình sẽ thâu tóm và bắt cái em bạch tuộc này để cho hai em rồng em mới xử lý ra như thế nào. Và cái chủ đề thứ hai đó là mình thí nghiệm cái hộp vi sinh, tức là cái nước mình thí nghiệm nước ấy, tức là mình thí nghiệm cái vi sinh trong nước ấy ở trong một cái chậu nhựa nhỏ. Thì chút nữa mình sẽ chia sẻ chi tiết cụ thể cho các bạn, nhưng mà trong ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn trong cái clip này là hai cái chủ đề, một là cái con thạch thùng, à quên, con bạch tuộc, và hai là cái chậu vi sinh đó. Một tháng cho đến hơn một tháng rồi nước nó vẫn trong nha các bạn nhé. Và sau đây thì xin mời các bạn sẽ xem là chân dung của em bạch tuộc này nó như thế nào. À không phải, con gì ta, không phải con bạch tuộc mà chân dung của em chão chuộc. Nói chung là họ nhà nhái đấy, họ nhà nhái các bạn nhé, không phải là, sorry các bạn, là vừa rồi mình nói bạch tuộc không phải, mà là ở quê mình nó gọi là chão chuộc thôi, nhưng mà mình gọi là dòng họ nhà nhái đi, chứ mình không nhớ là ở trong miền Nam này thì gọi nó là tên là gì. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem chân dung của em nó như thế nào. Và đây các bạn ơi, các bạn biết nó đang ở đâu không? Đây các bạn nhìn này. Đây, còn sáng mình đánh răng rửa mặt thì mình bắt đầu mình mới phát hiện ra một em này. Em này cực kỳ là, đây các bạn thấy không? Nó giống như là em nhái ấy. Đây này, mình cho các bạn xem nhé. Trong này ánh sáng nó hơi tối, để mình kéo sáng chỗ này lên cho các bạn xem chân dung của em này như thế nào. Kéo hết sáng rồi mà nó cũng chỉ được như thế này thôi các bạn ạ. Đây là chân dung em chão chuộc, đúng rồi, ở quê mình nó gọi là chão chuộc đấy. Còn ở trong này thì không biết là như thế nào, nhưng mà các bạn biết sao, con này thì cái size của nó thì bằng một con nhái thôi, nhưng mà không biết được là nó có mềm như nhái hay không, hay là chân tay nó cứng quá, cái xương nó cứng quá, thì không biết được là hai con cá rồng nó như thế nào. Thì không biết được là các bạn đã cho ăn con này bao giờ chưa, không biết là con này nó có độc gì không. Nhưng mà bây giờ không biết là nên mình bắt con này lại thì mình cho con huyết ăn hay là con kim long nó ăn đây. Nếu như mà con này mà có độc ấy, con cho con huyết long ăn thì nó quéo hy sinh quá. Miếng mồi ngon như thế này thì con huyết long nó lại không được thưởng thức. Nhưng mà mình nghĩ rằng cái con này ấy thì nó dòng họ nhà nhái nên là nó không có độc đâu. Nhưng mà nếu mà con cóc thì có độc nha các bạn nhé. Con cóc là có độc đấy. Con cóc là cho ăn chết luôn đấy, bởi vì trên da con cóc là nó có cái nhựa ở trên da cực kỳ là nguy hiểm. Còn đây là em chão chuộc. Chão chuộc này size nó bằng một con nhái lớn thôi. Đấy, bây giờ mình sẽ tiến hành bắt nó các bạn nhé, xem chân dung của em nó như thế nào. Thì cứ sáng, từ sáng giờ nó cứ đứng ở đây nó không đi thì rất là may. Nó không thì mình không hiểu được là con này nó vào nhà mình kiểu gì luôn ấy. Nhưng mà nó đã vào đây rồi thì số phận nó đã an bài các bạn. Ok, bây giờ thì mình bắt nó cho các bạn xem nhé. Và đây các bạn ơi, mình đã tóm được em nó rồi. Đây. Một có một mình vừa quay, mình vừa tóm các bạn ạ. Mà vừa rồi thì mình để điện thoại ở bên ngoài, mình tóm em nó. Đây, thì bây giờ mình tóm được xong, mình cầm điện thoại mình quay cho các bạn xem này. Nó rất là hiền luôn, mình đưa tay gần đến mà nó không chạy. Thế là mình vồ nhanh một phát. Ôi cái tay, ôi trời, trời ơi, nó chuẩn bị đỡ chạy các bạn ơi. Được rồi. Được rồi đây các bạn ơi, quá tuyệt vời. Tuyệt vời ông mặt trời, có vẻ như nó đái ra tay các bạn. Đây các bạn ơi, bây giờ mình cho các bạn xem này, con chão chuộc này nó như thế nào. Đấy. Trời ơi. Mình kiểm tra, cái xương nó cũng khá cứng các bạn ạ. Mình nghĩ là cái xương của con này nó sẽ cứng hơn là cái con nhái. Ồ, cái tay này nó có một cái độ bám rất là chặt luôn các bạn. Bởi vậy nên là nó bám lên trên cái thành tường rất là tốt. Ui 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 ui, ghê thật. Cái chân của nó bám như kiểu con mèo các bạn. Xem có sắc không.
Ui, cái chân của nó có một cái độ giống như là con mèo, nó có cái đệm cao su ở dưới bàn chân ấy, nên là nó bám rất là chặt. Mình thấy con nhái thì nó không có cái khả năng là bám ở trên tường giỏi bằng cái con bạch tuộc này, à cái con trão chuộc như thế này. Đặc biệt là cái con này thì hai bàn chân hai và hai bàn tay của nó ấy, ở dưới chỗ cái mặt bám của nó là giống như là cái cao su, nó bám rất là chặt luôn. Đấy các bạn nhìn thế này. Đó, mà không biết con này có độc hay không. Thì bây giờ mình sẽ thả vào cho con, đầu tiên là mình sẽ thả vào cho con kim long đi. Nếu mà nó ăn được ấy thì ôi nhưng mà không biết có độc không trời. Nguy hiểm quá. Thôi mình cho con kim long ăn đi. Nếu mà con kim long mà nó bị ngộ độc nó chết thì còn đỡ. Chứ còn cho con huyết long ăn thì sợ quá. Ok, bây giờ mình sẽ quyết định cho con kim long ăn các bạn nhé. Và đây thưa các bạn, đây chính là cái chậu nhựa mà mình đã làm hai cái clip trước. Thì các bạn xem ở trên YouTube của mình, các bạn sẽ thấy đấy là trên YouTube của mình đã xuất bản hai cái clip nói về cái chậu nhựa này rồi. Trong cái chậu này mình đựng đó là cái vật liệu lọc đá nham thạch. Mình đã thử nghiệm vi sinh trong cái chậu này ở cái clip thứ hai. Mình tóm tắt lại là clip thứ nhất đấy là mình thử nghiệm với một cái chậu này với vi sinh, với mình cho một cái lá vào để xem là cái mức độ mà vi sinh nó phân hủy như thế nào ấy. Các bạn xem ở trên YouTube của mình cái clip thứ nhất, mình để ở dưới đường dẫn nhá. Còn cái clip thứ hai ấy là mình thử nghiệm ấy, là mình cho cái mức độ là lượng vi sinh rất lớn vào trong cái chậu này, tức là cho gấp 200 lần, tức là nhiều hơn 200 lần so với cái mức độ mà mình cho vào hồ. Ví dụ như là mức độ mà mình cho vào hồ ấy thì nó tầm khoảng 5 cho đến 10 ml vi sinh trong 100 lít nước, nhưng mà trong cái chậu này là chưa được khoảng tầm đâu đó khoảng nửa lít nước thôi. Đấy, 500 ml nó khoảng được nửa lít nước. Mình đã cho là tầm khoảng 3 đến 5 ml vi sinh PSB. Cụ thể như thế nào thì các bạn xem ở cái clip thứ hai ấy, mình cũng để ở phía dưới của cái clip này. Cái chậu này từ clip thứ hai mà mình để cho đến bây giờ là tầm khoảng 1 tháng hơn rồi. Các bạn nhìn bên trong này, con muỗi ở trong cái clip thứ hai thì mình có quay ấy, là có con muỗi nó ở trong này. Đấy thì con muỗi bây giờ nó chết rồi, chết ngắc rồi. Đấy, một đống lăng quăng ở trong này. Nó cũng chết dần là nó không thoát được ra. Bởi vì ấy, mình che đậy cái này kín, nội bất xuất, ngoại bất nhập, tức là không con nào ra vô được. Lăng quăng ở trong này mà nó sinh trưởng ra nó trở thành con muỗi. Con muỗi nó lớn lên và nó sinh sống ở trong này thì nó cũng chết luôn, nó không ra được nhé các bạn nhé. Xác con muỗi kìa. Đó, các bạn nhìn kỹ thì xác con muỗi kìa. Còn đây là mấy con long quăng nó chết. Đó, thì các bạn thấy không, cái lượng vi sinh cho vào đây rất là nhiều và không có thức ăn mà tầm khoảng hơn 1 tháng rồi, nước nó vẫn trong như thế này, có nghĩa là vi sinh nó vẫn đang sống nha các bạn nhé. Đấy thì nhiều bạn nói là cho đừng nên cho hàm lượng vi sinh quá nhiều vào trong hồ, bởi vì nếu mà vi sinh nhiều quá trong hồ ấy mà trong hồ lại không có thức ăn cho vi sinh ấy, thì vi sinh nó sẽ chết, dẫn đến là bị bể vi sinh. Thì thưa các bạn nhìn thử nhìn xem, trong một cái chậu nước của mình ở đây là khoảng nửa lít nước mà mình cho khoảng 3 đến 5 ml vi sinh, có nghĩa là gấp 200 lần hàm lượng mình cho vào trong hồ. Một mức độ như thế thì vi sinh rất là nhiều và hoàn toàn không có thức ăn ở trong cái chậu này. Các bạn được thấy xem là cái kết quả mình chứng minh như thế thì các bạn tham khảo nhé. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục quay em chảo chuộc cho các bạn xem. Sau khi mình bắt được cái con chảo chuộc này, mình cảm thấy là nghi ngờ, không biết được con to này nó có độc tố gì hay không. Và mình cũng kiểm tra ở trên Google ấy, chảo chuộc này nó hoàn toàn là an toàn các bạn ạ. Nó không có độc tố gì giống như con cóc. Nó rất là ok giống như con nhái. Nên là mình sẽ quyết định cho con hai con cá rồng của mình nó vờn cái con chảo chuộc này như thế nào. Trước tiên thì bây giờ mình sẽ phải cho con chảo chuộc này vào trong cho con kim long xem nó có ăn hay không. Bởi vì cái con kim long của mình từ trước này nó rất là biếng ăn nhái các bạn ạ. Nó hoàn toàn là không thích ăn nhái luôn. Nhưng mà ngày hôm nay mình sẽ thả vào một lần nữa xem là con kim long này nó có dám ăn hay không và nó có thèm ăn hay không. Còn con huyết thì chắc chắn là đảm bảo là ăn 100%. Ok, thì bây giờ mình sẽ cho vào con kim long thử cho các bạn xem nhé. Sau đó lấy một con kim long không ăn thì mình vất sang cho con huyết long nó ăn. Bởi vì mình cũng tin tưởng rằng là cái con chảo chuộc như thế này nó là một con không có độc tố, rất là ok. Các bạn chú ý là đây là con chảo chuộc nhé,
Vừa rồi mình đọc lộn ở cái đoạn đầu clip là con bạch tuộc, nhưng không phải, bạch tuộc là cái con ở biển. Còn con này là con chão chuộc. Còn ở nơi, những một số nơi khác thì không biết được họ gọi như thế nào, nhưng mà ở quê mình và ở trên Google thì mình thấy đây nó là tên con chão chuộc các bạn nhé. Các bạn biết sao, cái con chão chuộc này này, nó có cái sức mà bám của nó trên thành bể rất là tốt. Nên là mình sẽ phải dùng cái này để mình chuẩn bị, nếu như mà nó bò lên trên thành bể thì mình phải gắp nó xuống ngay, hoặc là mình vô hiệu hóa bằng cái chân của nó, chứ không thì nó sẽ nhảy đi mất các bạn ạ. Mà bây giờ thì xem là cái em chão chuộc này em mới thể hiện như thế nào đối với em kim long nhé các bạn nhé. Đây, em chão chuộc đây, mình thử xem là cái con kim long này nó có đả động gì hay không. Huyết thì rất là căng rồi. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành mình vớt ở trong hồ nhé các bạn nhé. Các bạn ơi, nó đu. Wow, ở trong cái bụng của con chão chuộc các bạn ơi, nó rất là dơ luôn. Mình nhìn rõ cái ruột nó bên trong này. Ghê thật. Đấy, khi mà con kim long ấy, ấy kim long cái nó nhảy lên rồi các bạn ơi. Cái là nó có làm gì được không? Vờn đi, vờn đi. Kim long xử đi. Đấy, kim long nó không xử các bạn ơi. Cái con bạch chão chuộc này nó bám rất là tốt luôn ấy, bám cực kỳ tốt luôn các bạn. Mình phải gỡ nó ra. Nó bám rất là chặt luôn. Đấy, nó là ra giữa rồi các bạn kìa. Để xem em kim long em có làm gì hay không. Nhưng mà con huyết long thì nó máu chiến lắm rồi đấy. Đấy, nó sôi sục ở bên kia các bạn kìa. Nhưng mà mình nhìn thấy rằng là ở trong bụng của cái con chão chuộc nó rất là dơ luôn. Nó rất là nhiều phân luôn các bạn ạ. Đấy, nó đen đen, nó rất là nhiều phân luôn kìa. Không biết ở trong có độc tố gì hay không kìa. Con huyết ăn vào cái là mai ngã ngửa ra là xong phim các bạn. Ok, để không mất thời gian thì mình sẽ cho sang con huyết luôn các bạn ạ. Chứ cho con kim long này nó vờn mấy con này thực sự là chán luôn. Vào đây các bạn ơi, bây giờ mình sẽ chuyển sang cho em huyết các bạn ạ. Em huyết thì em xử lý như thế nào, còn kim long là thua rồi. Mà bây giờ thì các bạn xem nhé, em huyết như nào nhé. Đó. Đấy các bạn ơi. Quá chốt. Nó quay đi đâu, không quay mặt đi đâu trời. Ôi nó nhuốt luôn rồi. Trời ơi. Nó nhuốt luôn rồi các bạn ơi. Thôi nếu mà nó có độc thì mày hy sinh nhé con. Mình thả và mình chưa kịp quay cho các bạn xem chi tiết mà nó nhằng nhằng cái nó đã nhốt luôn rồi. Thực ra là cái con chão chuộc này nó cái size của nó chỉ bằng con nhái thôi, nên là nó cũng vừa miệng của con cá rồng, nên là nó nhốt nhanh gọn nhẹ rồi. Bó tay thật. Thua. Đấy các bạn thấy không, một con chão chuộc nó ăn xong thì nó cũng khá là ấm cúng, nhưng mà rất là hy vọng là con đó nó cũng lành chứ nó không có độc tố gì là nguy hiểm. Ok, thì clip này mình xin phép tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào clip sau nhé. Bye bye.